Độc hành thiên hạ tập 236 Y thúc giục bảo tháp trong nháy mắt Diệp húc một trường hạ xuống chính nghe ẩm vang một tiếng nổ Một trường thẳng đưa thân thể của Y nghiền nát Vô cùng ba khí tử khí phun ra khắp mọi nơi Lại hóa thành nguyên thủy thiên ma Một mình đứng ở đỉnh tháp gì là thiên địa tháp Thân hình của Diệp húc khẽ nhúc nhích Hạ xuống dừng ở phía trên luân hội thiên môn Xa xa một quyền oanh tới Tất cả vụ pháp hóa thành một quyền Một ấn vô cùng đơn giản ở trên vũ đạo tạo nghệ, hắn sớm đã làm được tiền cổ vô nhân, hậu vô lai giả, siêu thoát nguyên thủy tổ thần, dốc hết sức phá vỡ hết thảy vũ pháp. Ngọc Hư, người đem ta ma diệt, còn thì không có cách nào vãn hồi lại gục. Nay lục đạo đã thành, người thúc giục lục đạo, làm cho thiên địa chúng sinh sống dậy. Hữu thể nhì của ngươi, thần hữu thể nhì của ngươi, tái hiện nhân thế, ta cùng với tổ thần cũng sẽ sống dậy. Ta đã chết rồi, lại vẫn có thể sống lại. Nguyên Thủy Thiên Ma cười ha ha, đỉnh đầu đột nhiên trào ra từng đạo ma khí, không ngừng nói: các vị đạo hữu hãy giúp ta một tay. Ma khí cuồn cuộn hóa thành từng tôn hình dung cao cổ, rõ ràng đều là Nguyên Thủy Thiên Ma, tất cả có ba mươi ba tôn. vừa ca hát mà đến đây, toàn toàn bao vây lấy Diệp Húc, đương nhiên đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn chém ra từ tôn đại hạo hóa thân. Thế nhưng Diệp Húc nhíu mày, ác niệm của Nguyên Thủy Thiên Vương nhiều có chút vượt qua dữ liệu của hắn. Trọn vẹn chém ra 33 tôn, đối với tam thập tam thiên giới, giống như 33 vị thiên đế. Mà còn có một vị nguyên thủy thiên ma khác, chỉ sợ rất là nguyên thủy thiên vương chém ra ác niệm đại la thiên. 33 vị thiên đế này, tuy rằng không bằng ác niệm đại la thiên biến thành nguyên thủy thiên ma, nhưng cũng giống như từng tôn thiên quân Với khốn diệp húc vào chính giữa. Ngọc Hư, người cho là người xem thấu tất cả con bài chơi lật của ta. Người lại không biết, cái người thấy được chỉ là cái mà ta muốn cho người thấy được. Con bài chưa là thật sự, chỉ có sau khi người hoàn toàn thua thì người mới biết rõ. Nguyên Thủy Thiên Ma cười ha hả, không người nói. Các đạo hữu, thả vây cuốn hắn một lát để ta phá vỡ luân hồi thiên môn của hắn. Diệp Phúc nhìn khắp mọi nơi một cái. Loại tình huống này xác thực không nằm ở trong kế hoạch của hắn. Ác niệm của Nguyên Thủy Thiên Vương thật không ngờ là quá nhiều. Thật sự là làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Quyết thủy thiên vương trong khi chứng đạo cần chém ra chấp niệm thật sự nhiều lắm. Kể cũng khó trách, y muốn khôi phục thiên đình, bản thân mình lại làm một vu, cần phải hủy diệt không biết bao nhiêu sinh linh, thậm chí phải làm tan biến vô số thế giới vu mới có thể hoàn thành điều tâm nguyện này. Trong lòng của hắn tự nhiên có rất nhiều mâu thuẫn, rất nhiều rối ren. Ánh mắt của Diệp Húc chớp động thầm nghĩ, nhưng mà sau khi y chém ra chấp niệm này, nên không có còn mâu thuẫn này nữa, mà là một lòng muốn khôi phục tiên đỉnh thịnh thế. Một tôn ác niệm thiên vương cười nói, Ngọc Hư Thiên Tôn, ngươi thật không có thức thời, không nhìn được thiên thời địa lợi, lại muốn nghịch thiên mà đi, rốt cuộc lâm vào tử cục rồi. Nếu ngươi lại muốn dựa vào thiên địa chúng sinh, thì chúng ta sẽ được sống lại đấy. Muốn cùng ta đấu không? Lại có một tôn ác niệm cười nói, ngươi cũng đã biết, ta sống ở phía trước đại hồi ức tiên đỉnh thế giới, ngồi xem thế giới thụ nảy mầm trong hỗn độn nguyên thủy, chứng kiến bản vương khai thiên chứng đạo khi thiên địa mới sinh thành. Lại có một tôn ác niệm khác cười mà nói, ta trả qua trăm tỷ sáu trăm triệu năm bất tử, ta tỏa chân thiên đình, che chở thiên đình năm tỷ sáu trăm triệu năm bất hủ. Thiên địa diệt mà ta vẫn bất diệt, thiên địa hủ mà ta bất hủ, thiên địa diệt thì ta cố gắng làm sóng to thiên địa hổ thì ta liền tìm người khai thiên kéo dài số bệnh độ hóa chúng sinh bản vương khai thiên vẫn là búa ta đưa cho hắn lại có một tôn ác niệm cười nói nếu không trong hỗn độn nguyên thủy đần độn đến nơi nào khai thiên chi phủ đây bà mẹ bà tôn ác niệm cùng nguyên thủy thiên vương cùng kêu lên cùng cười to về cùng diệp húc các loại phù pháp bay búa khắp bầu trời cười mà nói này ngọc hư người mới đắc đạo vài năm chứng đạo vài năm sao Người phải đắc đạo 300 năm, chứng đạo 200 năm mới cho là mình thật sự có thể xoay cản khôn. Người không biết trong mắt của ta, người chỉ là một cái chớp mắt thời gian, một luồng trí nhớ mà thôi. Diệp Húc tức cười mà không cười, đỉnh đầu từng đạo thành quang phóng lên cao, hóa thành từng tôn đại thế. Cũng là có nhiều tới 51 tôn đi thẳng xuống, ngành chiến 33 tôn ác niệm của quyền thủy thiên vương. Người đông thế mạnh, thực lực so với ác niệm không hề yếu, một tôn đại đế cười nói, chẳng có ai nói chứng đạo có trước có sau, người đạt trước là thầy. Lại có một tôn đại đế cười nói, người từ trước lần lượt cho người khác búa, không thể sau này cũng có người đưa cho người búa để người khai thiên. Diệp Húc lên nằm với bốt tôn đại đế hóa thân, ứng chiến ác niệm, tự thần thẳng ngành đón nguyên thủy thiên mà cười rồi nói, sư huynh, người còn thủ đoạn nào nữa, giờ hết ra luôn đi. Nguyên thần trở về vị trí cũ, Diệp Phúc tâm niệm vừa động, cây thế giới từ trong luân hồi thiền bồn rút ra ở mi tâm. Tuy nói, hắn có nhiều hóa thân, lì thể mà đi, pháp lực giảm mạnh, nhưng đang ngọc thụ nguyên thần bay tới, nhất thời làm cho hắn càng mạnh hơn trước, pháp lực ngập trời. Nhưng mà cây thế giới bay ra luân hồi thiền bồn lại làm cho uy năng luân hồi thiền bồn giảm lớn, mà ở dưới chân áp của di là thiền địa tháp lại càng thêm khó có thể chống cự được. Sau mặt quyền thủy thiền ma ngưng trọng, Diệp Hùng lấy 51 tồn đại đế hóa thân, chứa nhiều ác điểm hóa thân. Giờ phút này thu hồi ngọc thụ, nguyên thần, thân thể, quả thực chính là một tòa luân hồi thiên bồn di động. Tịch địa khai thiên, hủy thiên diệt địa đều chỉ ở trong một chỉ một trường này. Sự cường đại của hắn, ngoại trừ tổ thần cúng nguyên thủy thiên vương, thật sự sống lại, thì chỉ có gì là thiên địa tháp, loại bảo vật này còn có thể trấn áp. Lấy thực lực bản thân nguyên thủy thiên ma, thì thật sự không thể làm được. Sau một lát ngắn ngủi, Di là Thiên Địa Tháp cùng Luân Hồi Thiên Môn lại va chạm tới hàng trăm ngàn lần. Tạm giới thiên địa nhân, bao gồm Đại La Thiên, 49 thiền đạo cũng đã hoàn toàn hủy diệt. Luân Hồi Thiên Môn lọt vào bị thương nặng trước nay chưa hề có, hết thảy trong môn tất cả đều hóa thành hỗn độn hồng mông. Dù là như vậy, uy năng của tòa thiên môn này lại to lớn mênh mông, mặc dù không có nguyên thần của Diệp Húc, không có cái thế giới chống cự cũng có thể dùng di la thiên địa tháp chống lại một hai. Ngọc Hư thật là anh tài hiếm thấy trên thế gian, nếu là hắn xuất thế sau thiên địa đại phá diệt, chỉ sợ ta cùng với tổ thần đều không có chút cơ hội nào. Đáng tiếc, thời gian hắn sinh chậm mấy năm và năm. Nguyên Thủy Thiên Ma trong lòng run sợ, diệp phúc chứng đạo hồng bông tạo ra luân hồi thiên bồn, cho dù đem luân hồi thiên bồn đánh thành trạng thái hồng bông, tòa chứng đạo trị bảo này vẫn mạnh mẽ đáng sợ phá hủy diệt thiên môn, đem đem thiên môn đánh thành trạng thái hỗn độn nguyên thủy mà có thể hoàn toàn hoàn thành đại kế của ta, trấn áp được Ngọc Hư. Trong lòng của y một hoành qua, thì những gì là thiền địa tháp đột nhiên bay vào bên trong thiên môn, uy năng khôn cùng bắt đầu mở rộ. Chỉ thấy vô cùng tiền quang từ trong gì là thiền địa tháp bay ra, giống như quạt gió cao thét chuyển động. Chỉ trong nháy mắt, điện đem vô số hồng mông bầy đĩa, hóa thành hỗn độn nguyên thủy trong cửa hồng bông đại đạo càng ngày càng ít, uy lực giảm lớn. Mà cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng lọt vào Diệp Húc trấn áp. Năm ngón tay của Diệp Húc giang rộng ra, một tay úp xuống, năm đầu ngón tay hóa thành năm mặt đại kỳ, dường động bay vấp phới. Đương nhiên, đó là Thanh Minh Hà Đồng Kỳ, Xích Minh Hòa Dương Kỳ, Hư Minh Đường Diệu Kỳ, Quảng Bình Đoan Tĩnh Kỳ, Huyền Minh Cung Khánh Kỳ. Năm mặt đại kỳ dọn dẹp hết thảy ma khí, trấn áp hết thảy ma tính, hắn lấy tự thân năm ngón tay hóa kỳ uy được so với thành đế hóa thân ở trong gì là thiền địa tháp khi trận áp nguyên thủy thiên ma càng thêm mạnh mẽ sau một lát đem nguyên thủy thiên ma luyện hóa mất hơn một nửa ác niệm gì là thiền địa tháp đột nhiên chấn động một đạo tiên quang quét tới hóa hết thảy thành nguyên thủy diệp hùng thân hình bất động mặc cho tiên quang tùy ý quét qua thân hình vẫn chưa bị bảo tháp đồng hóa hắn bốn đạo tể chứng thân thể mạnh mẽ vô cùng cho dù là thế giới quy về trạng thái nguyên thủy, hắn cũng có thể trở thành đại ma thần ở trong hỗn độn nguyên thủy sinh tồn. Nhưng mà năm ngón tay hắn hóa thành năm mặt đại kỳ, nhưng không có cách nào chống lại một đạo ủy lực của gì là tiền địa tháp này bị quét vỡ ngay tại đương trường. Nguyên thủy thiên ma lập tức thoát thân cười mà nói, Ngọc Hư, người thực sự hôm nay so với thành liền đại đế lúc toàn thịnh, xác thực đủ để áp chế ta một bậc. Tiếc rằng ta nay đã hoàn toàn hủy diệt luân hồi thiên môn của ngươi. Mị tâm diệp húc chợt lóe lên, nguyên thần bay ra, cầm trong tay ngọc thụ, vút lên trời cao mà trà, đem nguyên thủy thiên ma trà sát. Lập tức nằm ngón tay lại mở ra, chuẩn bị đem nguyên thủy thiên ma hoàn toàn luyện hóa thành trò bụi. Cũng vào lúc này, dì đà thiền địa táp gào thét bay tới. Trong một lát ngắn ngủn, luân hồi thiên môn hết thảy đã hóa thành hỗn độn nguyên thủy, Vũ đạo bị quy về nguyên điểm vô pháp vô thiên thậm chí ngay cả huyền hoàng cấu thành luân hồi thiên môn, hồng bông hình thành khủng giá cũng bị luyện hóa thành trạng thái nguyên thủy. Cái toàn môn hộ này đúng là vẫn không thể chống lại gì là thiên địa tháp, bị phá hủy triệt để, môn hộ xuyên thủng, cực đại lục đạo luân hồi rốt cuộc xuất hiện. Bên trong luân hồi thiên môn, nguyên bản có hỗn độn nguyên thủy khí, hóa thành màng thai, lục đạo luân hồi cắt nhập bên trong màng thai này. Lục này, ngay cả luân hồi thiên môn cũng bị hóa thành nguyên thủy khí hai công nguyên thủy khí tương dung đã hóa thành mảng thay lớn hơn nữa. Ta có gì là tiền địa tháp nơi tay, lên nguyên thủy chứng đạo trị bảo trấn áp, người vô lực đối kháng với ta. Nguyên thủy thiên ma thúc giục gì là tiền địa tháp, bực lùi ngọc thủ, chỉ thấy tòa bảo tháp này đứng vững trên cao, hướng diệp Húc trấn áp xuống. Nguyên thủy, nguyên thần diệp Húc nhập vào cơ thể, một quyền trào ra, chính khe bảo tháp hát vang ra canh một tiếng độ chấn động vô tận hư không, mà Diệp Húc thì lại bị chấn phải bay đi, rơi vào bên trong màng thay, hỗn độn nguyên thủy. Nguyên thủy thiên ma thúc giục bảo tháp, nhẹ nhàng chấn động, đem năm 51 tồn đại đế hóa thân của Diệp Phúc chấn thành bột mịn, trở lại như cũ thành nguyên thủy. Chỉ thấy 33 tồn ác niệm thà người bay đến, dừng ở phía trên bảo tháp, lập tức thúc giục bảo tháp, sát nhập màng thay nguyên thủy. Ngọc Hư, khi trận đại vãng tích kia thiên địa đại phá diệt, bởi vì ta, bản thể chuyển thế, vì tiên đình tranh đoạt số mệnh. Bởi vậy thiên địa có thể hoàn toàn tan biến. Vũ đạo thế giới đó là ở trên tiên đình thế giới phế tích, thành lập dựng lên tần thế giới. Cho nên mới phải có tổ thần cùng nguyên thủy tranh giành chính thống số mệnh thiên hạ. Tranh đoạt thuộc về hai người bọn họ, chính là tranh giành tiên đình cùng vũ đạo. Nguyên thủy thiên mà không chế gì là thiên địa tháp, ở trong màng thanh nguyên thủy như cá gặp nước, hành động tự nhiên, từng đạo tiền quang ở bên trong nguyên thủy mở thời không, uy lực không hề giảm. Diệp Húc một mình ứng chiến với 35 tôn thần ảnh cùng một tháp, một cây ở bên trong màng thai chém giết trình chiến. Bọn họ giống như sinh ra từ bên trong màng thai nguyên thủy như là thần binh cổ xưa nhất, vượt bỏ hết thảy phù pháp, lấy cứng chọi cứng, lấy cường phá cường. Vụ đạo quật khởi, in cũng trăm vạn năm. Đối với toàn bộ thế giới sống lâu 56 tỷ năm mà nói, vẫn là cực kỳ ngắn ngủi, chính là tương đương với thế giới thời kỳ còn tại hình thành, còn tại mẫu thai bên trong, vẫn có thể tố cơ hội. Nguyên thủy thiên ma làm cho 33 tôn ác niệm khác thúc giục gì là thiên địa tháp, tự thân mở ra song trường. Đột nhiên chỉ thấy vô tận thường mang trong hư không, một cái màng thai khác thật lớn bay tới. Đó là thiên địa đại phá diệt, hủy diệt quần thiên trừ giới, hình thành ra màng thai nguyên thủy. Thiên giới âm ám diện, đó là nơi thành lập. Ngọc hư, cho nên tầm muốn giờ oai của gì là thiên địa tháp, đem thiên địa chưa có thể hoàn toàn tan biến rách nát, quỳ về nguyên thủy, đem trận đại phá diệt chưa từng hoàn thành kia hoàn thành thiên địa, sau đó trùng khai thiên địa. Hai cái mạng thoi to lớn này chậm chậm va vào nhau, tương dùng thể tích mạng thanh nguyên thủy, lập tức lại bành trướng không biết nhiều hơn bao nhiêu. Khi viễn cổ tiên đình tan biến, một bộ phận thiên địa hóa thành mạng thanh nguyên thủy, trở thành thiên giới âm ám diện, một bộ phận thiên địa biến thành thiên phần mà nghỉ thế giới cựu thiên thần giới cùng Phật giới tam thập tam thiên cũ. Này rốt cuộc viễn cổ tiên đình thế giới đã hoàn toàn hủy diệt sạch sẽ, hợp lại làm một, đầy đủ mọi thứ đều quy về nguyên thủy, trở thành thế giới sinh ra trước hỗn độn. Bên trong viên màng thai này, Diệp Phúc Cổng lên thân thể đỉnh thiên lập địa, từng đường gân lớn dữ dội nổi lên bên trong thân hình của hắn, giống như là vô số chuông lớn nổ vang, đường đường chấn động, mở ra trong cơ thể hắn một phiến thiên môn, đem thực lực bản thân thôi động lên tới mức độ cao đớn trước này chưa từng có Từng quyền trào ra Gì là tiền địa tháp chấn động không ngớt Đưa nam tài hắn đánh tan đấu đá mà đến Ta bảo vật này ở bên trong mạng thai Nguyên Thủy Quả thực là đánh đầu tháng đó không gì cản nổi Làm cho Diệp Húc chống cự càng gian nan hơn Ngọc Hư Người không cần chống cự Nguyên Thủy Thiên Ma cười nói Người là suy nghĩ vì vu đạo Ta cũng đã suy nghĩ vì vu đạo Người thần hóa hồng bông Sau thiên địa trùng khai vẫn hội đến ngành đến một cái đại thế trước này chưa từng có. Lục đạo vận chuyển làm cho tổ thần Quyên Thủy, Thành Đế, A Di Đà Phật, Ngọc Hoàng Đại Đế, Đạo Đức Thiền Tôn, Lệnh Bảo Thiên Tôn, đám người này hết thảy sống dậy. Đây là huy hoàng thịnh thế đến bực nào. Ánh mắt của y lộ ra vẻ kích động nói, sau đó sẽ sinh ra thế giới, thế giới sẽ gặp lại, thế giới mới tinh, con lục đạo luân hồi, phù đạo tiền đạo đều là trường sinh chi đạo, Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ai là thiên hạ chính thống lại có ngại gì? Mở lại thiên địa, nhất định phải có người hy sinh. Người hy sinh này chỉ có thể là ngươi. Một tôn ác niệm nguyên thủy thiên vương ha ha nói, cười nói. Ngọc Hư, hy sinh người bột cái, hạnh phúc ngàn vạn ra. Cứ sao mà không làm chứ? Nguyên Thủy Thiên Ma Tử trong Di là Thiên Địa Tháp rút ra một tòa Thái Hoàng Khai Thiên Phủ, cười rồi nói, Này Ngọc Hư, hiện tại không khai thiên, người còn đợi lúc nào? Cho dù ta có hy sinh trùng khai thiên địa, vẫn có vù tiền tranh giành, vẫn có máu chảy thành sông. Ngọc Thủng Nguyên Thần Diệp Húc bay lên, hóa thành cây thế giới. Ở trong màng thanh nguyên thủy khởi động vô thượng không gian, một trường đánh xuống, hóa thành năm phương đại kỳ, ý đồ đem tất cả ác niệm nguyên thủy thiên vương diệt hết sạch sẽ, lạnh lùng nói ứng sư huynh, sao huynh còn không luyện hóa tòa bảo tháp này? Trong gì là thiền địa tháp, truyền tới một thanh âm bất đắc dĩ, cao giọng nói. Tòa bảo tháp này thật sự quá lớn, cụ huynh tu vi chỉ là thần vương, làm sao có thể chỉ nửa khắc nhất thời, có thể đem tòa bảo tháp này thu về. Sư đệ, người kiên trì một lát, ta lại nghiên cứu một chút. bên thủy thiên ba trong lòng cả kinh, lập tức cảm giác được gì là thiền địa tháp vận chuyển có chút mất linh, uy lực đang dần dần thu nhỏ lại nhất nhiên là bị người ở bên trong tháp tế luyện một bộ phận, cười lạnh nói. Này Ngọc Hư, vừa rồi phi thân tiến vào trong tháp, chính là tên tiểu sinh nhược mệnh giống như con kiến kia, chính là sư huynh của ngươi ư, đây sẽ là con bài chưa đặt của ngươi sao. Chỉ tiếc là tu vi của y thật sự quá yếu, một hơi thật thổi ra, sẽ hắn làm tan thành cho bụi. Diệp Phục Man Điếc tài ngờ, năm con tay hóa thành năm phương đại kỳ đánh xuống. Nguyên Thủy Thiên Ma vùng tay áo vất một cái, chỉ thấy gì là thiền địa tháp khe khẽ, khẽ rung lên, tiên quang phun ra, lại mà diệt hết năm phương đại kỳ. Nguyên Thủy Thiên Ma cười lạnh nói, trừ vị đạo hữu, kính xin nhập tháp, đem còn kiến kia rào sát, Tránh thì thất bại trong càng tất. Từng tôn ác niệm hóa thần bay lên, bay thẳng vào trong tháp. Trong mắt Diệp Húc tình quang chợt lóe, Ngọc Tụng Nguyên Thần đột nhiên cũng bay vào trong tháp, đem từng tôn ác niệm cắn nát, sinh sôi luyện hóa. Nguyên Thủy Thiên Ma giận dữ, chấn động pháp bảo, Diệp Húc thét lớn một tiếng, ngọc thụ nguyên thần của hắn trực tiếp từ trong vòng bảo tháp bài xuất, làm cho tâm thần của hắn gặp phải trọng thương. Dì là thiền địa tháp nghiền ép mà đến, hung hăng đánh vào trên người Diệp Húc, đánh cho thân thể của hắn đến mức gần như hủy diệt tàn rã. Sư đệ, người tiếp tục kiên trì, huynh còn cần nghiên cứu một lát. Thanh âm của ứng tổng đạo truyền đến. Diệp Húc giận dữ, huynh định nghiên cứu, để sẽ bị huynh nghiên cứu cho đến chết mất. Ngọc hư, này đại thế đã thành, tất cả thiên địa tất cả hóa thành hỗn độn nguyên thủy phải có người khai thiên tích địa mới có thể có sinh linh sinh ra phồn diễn sinh sống nguyên thủy thiên ma cảm giác được gì là thiên địa tháp càng ngày càng khó thảo túng y lập tức thả người bay lên dừng ở phía trên lục đạo luân hồi điểm nhìn nói người phải thần hóa hồng mông khai thiên tích địa nếu ta không thể đánh cho người phải chịu thua như vậy ta đành phải mời bản thể ta sống dậy tự mình đem người trấn áp y lại toàn lực thúc dục đạo lục luân hồi chỉ thấy vô số ký hiệu lại ở trong hỗn độn quyền thủy sáng lên cổ đạo luân hồi rốt cuộc đã bắt đầu chuyển động quyền thủy thiên vương này người nên từ trong lúc ngủ say tỉnh dậy rồi trong lòng diệp phúc nghiêm nghị chỉ thấy lục đạo luân hồi chuyển động trong luân hồi một linh hồn cổ xưa bắt đầu sống dậy luồng dao động mình vồng này lập tức bắt đầu thổi quét nguyên thủy màng thai năng lượng vô tận cuồn cuộn nổi lên bên trong nguyên thủy màng thai Nguyên Thủy Thiên Ma ngẩn ra, sắc mặt đột biến, luồng dao động này cuồn cuộn ở bên trong năng lượng Nguyên Thủy Bàng Thai, rõ ràng đã đang cải tạo thần thể. Nguyên Thủy Thiên Vương sống dậy, mượn dùng năng lượng trong màng thai cải tạo thân thể, như vậy thân thể của y liền đặt tới cảnh giới Nguyên Thủy, tuyệt đối không thua thân thể ma thần của tổ thần lấy thần chứng đạo kia. Hiệu quả này có thể không đạt được như trong dự đoán của y. Theo y sau khi thôi động lục đạo luân hồi, Nguyên Thủy Thiên Vương sống lại, khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong, chỉ có tổ thần có thể chống lại y. Mà tình huống hiện tại có chút không khống chế được. Nguyên Thủy Thiên Vương không sống lại như y đoán trước, mà chính là muốn thừa dịp trong nháy mắt sống lại cải tạo thân thể, hoàn toàn chứng nhận đạo Nguyên Thủy. Dù nhân vật cổ xưa nhất này có mưu trí thông thiên, chính mình chém ra mặt ẩm ám cũng không cách nào đoán được hắn chuẩn bị nhiều hậu thủ khủng bố như thế, nhưng bố cục sâu xa không ngờ. Y lợi dụng cơ hội sống dậy chứng đạo quyền thủy rồi áp chế tổ thần hoàn toàn xoay chuyển càn khôn khôi phục cổ tiền đình thịnh thế vĩnh viễn không cho những người khác bất cứ cơ hội nào nguyên thủy thiền mà ta và ngươi chẳng qua là lý niệm chỉ tranh giành mà nguyên thủy thiền vương lại muốn hoàn toàn đảo điên truyền thừa làm cho tiên đình buồng xuống khôi phục lý tưởng thịnh thế của y sắc mặt diệp húc đờ đẫn chỉ thấy ở bên trong mảng thai kia dường như năng lượng vô cùng bị lục đạo luân hồi cây dựng lại tạo ra một ma thần trì thần kinh thiên động địa nhất, thân thể vị ma thần này thậm chí đã bắt đầu dần dần thành hình. Người nghĩ làm cho phù tiên tranh danh buông xuống, đánh bại hoàn toàn bản thể của ngươi, làm cho vu đạo trở thành chính thống, cho y biết chính mình đi lầm đường, vốn không gì đáng trách. Nhưng mà, người làm sao có thể là đối thủ của bản thể ngươi? Diệp Phúc tiến đến trước một bước, điểm nhìn nói, y chém người ra bên ngoài cơ thể, hết thảy suy nghĩ của ngươi, y đều rõ ràng trong bụng, chắc chắn có hậu thủ, có thể tính ra bất kỳ ý tưởng hành động nào của ngươi. Có thể nói, y một tay đắp nạn ngươi, một tay đem người tạo thành một bộ dạng y muốn. Quy định người có thể làm cái gì, người không thể làm cái gì. Tất cả hành động của ngươi đều là do y bố cục từ đầu tới cuối. Người chưa từng thoát khỏi sự ước tính của ngươi. Ở bên trong gì là thiền địa tháp, một nam tử trung điền phóng lên cao, một mình đứng ở phía trên bảo tháp, đúng là ứng tổng đạo. Hắn từ lúc bắt đầu vốn đã bị thường không chịu nổi, Tuy gần đất xa trời đấy, nhưng Diệp Húc đem một quả nhân sầm cuối cùng giao cho hắn, vì hắn thêm 9.000 năm thọ nguyên, liền giúp hắn khôi phục thành xuân, chỉ đã không thể khôi phục thân thể hắn trở lại thời thiếu niên. Ưng ừ, Thông đạo nghe được lời nói của Diệp Húc cũng không khỏi rùng mình một cái, trần nhìn đến bên trong nguyên thủy màng thai, một khối thần mà chỉ thần vô cùng khổng lồ, mượn dũng năng lượng màng thai đến thành hình, liền dùng mình một cái nữa thân thể chưa hình thành này quả thực là thân hình hoàn mỹ nhất thế gian. Cơ già tóc của Y hiện ra nguyên thủy trạng thái, nhưng hơi động một chút là diễn sinh ra vô cùng đại đạo. Thân thể của Y quảng đại bát ngát, hấp thụ năng lượng bên trong màng thai, diệu lại thêm diệu, Nguyễn lại khó hiểu vô cùng. Loại thân thể mạnh mẽ này, mặc dù Diệp Húc là lấy thần chứng đạo hồng mông chứng đạo, cũng kém cỏi hơn rất nhiều, tự thẹn trong lòng. Ứng ừ, tông đạo nhìn lên thân thể vị thần ma này thấp giọng nói. Này dư đệ, Nguyên Thủy Thiên Vương thật sự lợi hại như vậy sao? Thậm chí có thể đánh tạo phù hợp tâm ý ác niệm của chính mình. Ngay cả ác niệm của chính y cũng trốn không thoát mưu kế này của y. Nếu quả thật có người như vậy thì thật sự quá kinh khủng. Sư huynh, Nguyên Thủy Thiên Vương là loại người nào? Sau mặt của Diệp Húc vô cùng gừng trọng, trầm giọng nói. Thiên địa chưa mở, y đã sinh ra, sống 5 tỷ 600 triệu năm, thậm chí muốn sống đến khi thế giới kế tiếp mở ra vĩnh sinh bất tử. Mưu trí của y chỉ có thể nói là tuyệt đối, không phải ta và huynh có khả năng đoán được. Hắn hít vào một hơi thật dài, trong ánh mắt lộ ra một tia kính nể, thản nhiên nói. Bất luận cử động lần này của hắn là quang minh hay không quang minh. Nếu không quang minh, có thể sắp xếp sâu như vậy, đem mọi người, thậm chí cả ác niệm của mình đều hóa thành quân cờ. Loại thủ đoạn này đáng giá để được khâm phục. Sư đệ, đệ cũng không kém. Ứng thông đạo, cao thấp đánh giá Diệp Húc, thợ giải nói. Nói vậy đệ sớm nhìn ra tất cả mưu kế của nguyên thủy thiên vương. Này lòng ra của đệ cũng sâu, ngay cả ta cũng không cách nào nhìn thấu, không thể nghiền ngẫm ra suy nghĩ của đệ được. Diệp Húc cười nói, ta cũng chỉ là đang nhìn đến thiên giới âm ám diện thì mới đột nhiên tỉnh ngộ, biết đạo nguyên thủy thiên vương thực sự đang đợi cái gì. Cho dù ta biết y muốn làm gì cũng không thể tránh được, chỉ có thể chấp nhận bố cục bị buộc ứng biến và so với nguyên thủy thiên vương ta còn kém cỏi hơn rất nhiều. Nguyên Thủy tuyệt đối không có khả năng tính cả ta ở trong kế của y. Nguyên Thủy Thiên Ma đứng ở phía trên lục đạo luân hồi, tâm thần đại loạn, hình như gỗ mục, bộ mặt điểm nhiên nói. Ta cùng với y, nguyên là nhất thể, ta chính là y, y làm sao có thể tính kế với ta. Người là y, y cũng là ngươi, tính kế người dễ dàng. Tân hình diệp phúc cùng một chỗ dừng lại ở trên di là thiên địa tháp, cùng ứng tâm đạo đồng loạt thúc giục tòa bảo tháp này, hướng thân thể Nguyên thủy thiên vương thành hình trấn áp mà đi, trầm giọng nói. Nguyên thủy thiền ma, lý niệm của ta và người chính là chi tranh giành, nhưng thiền vương sống lại, lý niệm ta và người đều muốn vỡ nát. Bây giờ còn có cơ hội phản hồi, ta đã đem thân thể tổ thần cùng thân thể thanh đế đặt vào bên trong lục đạo. Tất cả thần hồn đều ở bên trong, chỉ cần chuyển động luân hồi là có thể làm cho bọn họ sống lại như trước, có cơ hội trấn áp thiên vương. Âm vang, gì là thiền địa tháp được Diệp Húc cùng ứng tông đạo cùng lúc thêm vào sức lực, càng lúc càng lớn, rộng lớn gần bằng tam thập tam thiên. Phụ pháp cùng tiền quang tuôn ra, bao phủ thân thể chưa hoàn toàn định hình của Nguyên Thủy Thiên Vương. Nguyên Thủy Thiên Mang nghe vậy, trong đồng tử lóe sáng một chút sáng rọi, giải thành nói, Ngọc Hư Thiên Tôn, hôm nay ta sẽ tin ngươi một lần. Y lập tức toàn lực thúc giục lục đạo luân hồi, chỉ thấy lục đạo luân hồi vừa mới bắt đầu chuyển động, đột nhiên một cái đại thủ vung động, hùng hăng vỗ vào gì là tiền địa tháp khiến cho tòa bảo tháp này lấy được kịch liệt run run. gì đa thiên địa tháp không hồ là chứng tạo trị bảo mạnh nhất trong lịch sử, sớm tăng lên tư nguyên thủy trì cảnh. Đường trường đi các bàn tay này chấn vỡ, nhưng Diệp Phúc cùng với ứng tổng đạo hai người cũng vô lực tiếp tục trấn áp xuống. Như thế đồng thời, tay kia cùng nguyên thủy thiên vương dơ ra, vươn hai cây đầu ngón tay, nhẹ nhàng nắm nguyên thủy thiên ma. Nguyên thủy, ta là của ngươi một bộ phận, người muốn giết ta không được đâu. Nguyên Thủy Thiên Ma gầm lên, người giết ta, đó chính là giết chính ngươi. Bên trong bàng thai, thân thể vô song chưa định hình kia, chậm rãi đứng dậy. Một thanh âm tàng thường từ sâu kín vang lên. Người chẳng qua chỉ là một con thi trùng trong cơ thể của ta, phải chém ngươi để ta chứng đạo. Chính là một tiếng ba vang thật nhỏ. Hai cái đầu ngón tay kia liền đem Nguyên Thủy Thiên Ma bóp vỡ. Đó là thân thể chưa thành hình của Nguyên Thủy Thiên Vương đã dễ dàng đem Nguyên Thủy Thiên Ma luyện hóa làm cho hóa thân ác niệm của nó đều không sống sót lại chút gì, ác niệm trực tiếp hóa thành trò bụi. Diệp Húc cùng ứng tổng đạo không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hai người bọn họ biết rõ quyền thủy thiên ma khủng bố bực nào. Mặc dù là Diệp Húc cũng chỉ có thể áp chế một bậc cũng đối với y mà thôi. Tuy rằng có thể còn hơn nguyên thủy thiên ma, nhưng muốn đưa hắn luyện hóa muôn vàn khó khăn. Nhưng kia là thân thể nguyên thủy thiên vương chưa thành hình, hai ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái liền trực tiếp đem nguyên thủy tiền mà bóp nát, luyện hóa thành tro bụi. Thân thể này mạnh mẽ đến bực nào đây? Tuy nguyên thủy tiền mà cùng Diệp Phúc ác chiến một hồi, cơ hồ bị Diệp Phúc luyện hóa thành bụi, thực lực hao tổn hơn phần nửa, nhưng thực lực của y như trước không hề tầm thường. Nếu để cho thân thể y hoàn toàn phục hồi như cũ, phun ra nút vào hỗn độn nguyên thủy chi khí, chỉ sợ pháp lực của y sẽ quét ngang hết thảy mặc dù là tổ thần hay là thanh đế cùng tất cả các nhân vật chứng đạo cùng sống dậy cũng sẽ không là đối thủ của y trong mắt diệp húc hùng quan chợt lóe theo di đà thiên địa tháp bứt ra dựng lên hắn vượt qua thần mà đánh tên lục đạo luân hồi quát lớn sư huynh huynh ngăn trở y một lát ta tới thúc giục lục đạo để tổ thần thành đế cùng sống dậy ta chặn nguyên thủy thiên vương ư ứng tông đạo nhất cả đầu chỉ thấy thân thể cao lớn của nguyên thủy thiên vương kia lại nhúc nhích hạ xuống bên trong quyền thủy màng thai nhất thời giống như nhấc lên một hồi vô cùng kịch liệt phong mạo thổi quét hết thảy một bàn tay nâng lên đánh về phía của diệp húc không khỏi làm hắn rút một ngụm khí lạnh chỉ phải kiên trì khống chế gì là thiền địa tháp chặn đường cái tay kia trưởng xuống lẩm bẩm nói sư đệ để không cho ngù huynh chút thời gian để nghiên cứu một chút hai tiếng vàng dữ dội chuyển đến một tiếng là diệp húc va chạm với lục đạo luân hồi đem luân hồi mạnh mẽ thúc giục một tiếng khác là nguyên thủy thiên vương dùng một cái tháp vào trên gì là thiên địa tháp đánh bay toàn chứng đạo trị bảo mạnh nhất trong lịch sử này phía trên bảo tháp ứng tổng đạo oanh một tiếng đổ tung căn bản không thể chống cự để lực phản chấn mạnh mẽ truyền đến từ trong gì đà tiền địa tháp luồng năng lượng này chẳng những chấn vỡ thân thể của hắn thậm chí muốn hủy diệt nguyên thần của hắn thần hồn phá hủy tất cả nguyên thần ký thác thần hồn ký thác Nguyên thần thân hồn của hắn đột nhiên chui vào bên trong Di Đà Thiên Địa Tháp, cuối cùng tránh được trận kiếp nạn này. Lúc này, mượn dùng vô đạo tiền đạo quy tắc bên trong Di Đà Thiên Địa Tháp, gây dựng đại thần thể, dù là như thế, nhưng nguyên khí cũng đại thương. Bàn tay kia lại hùng hằng đánh tới, thân hình Diệp Phúc chợt lóe, vượt qua, thần chạy ở trước Di Đà Thiên Địa Tháp, một quyền đánh ra, cùng Nguyên Thủy Thiên Vương lấy cứng trọi cứng. Sức mạnh to lớn đó khó có thể tưởng tượng đánh úp tới Diệp Phúc quát lớn, mì tầm chợt lóe, Ngọc Thượng Nguyên Thần hiện lên, vô số cảnh thù rậm rạp rút ra, điên cuồng chui vào bên trong Nguyên Thủy Mạng Thai, cắm rễ ở trong vòng Mạng thay Nguyên Thủy, người chưa hoàn toàn sống dậy, cũng như trước đây không phải vô địch thiên hạ. Hai người quyền trưởng giao phong, nhất thời chỉ nghe băng băng phát vàng không dứt, Cốc rễ Ngọc Thụng Nguyên Thần đứt đoạn hơn phần nửa. Nhưng Diệp Phúc cũng chống đỡ một trường của Nguyên Thủy Thiên Vương này, không có bị bóp nát luyện hóa giống nguyên thủy thiên ma. Hắn bị nguyên thủy thiên vương đánh bay, hùng hằng đánh vào gì là thiên địa tháp, kỳ huyết rôi trào không ngớt, thân thể suýt thì vỡ nát. Lục đạo luân hồi âm âm chuyển động, lại có hai luồng rung động tối nghĩa, một lớn một nhỏ lan tràn ra bên trong màng thai. Một vị ma thần cao lớn bước ra từ bên trong lục đạo luân hồi, mở ra thôn thiên mồm to, nuốt trôi cầu vòng giống như là hấp thu năng lượng bên trong màng thai chỉ nghe một cái vang ầm ầm thanh âm của cất tiếng nói. Rốt cuộc cũng có giờ phút này sao? Nói như vậy, người cai thiên tích địa đã xuất hiện rồi. Ta <laughs> rốt cuộc có thể chứng đạo nguyên thủy rồi. Vị ma thần này chính là tổ thần, rốt cuộc được lục đạo luân hồi phục sinh. Cả cũng đang mượn cơ hội đột phá chứng đạo nguyên thủy. Còn mẹ nó, Diệp Phúc cùng ứng tổng đạo, cùng văn tục. Sư huynh đệ hai người liếc nhau thầm nghĩ, tổ thần cùng nguyên thủy thiền vương đều không phải là thứ tốt đẹp gì tất cả đều tính kế giờ phút này hết đồng thời lại có một tòa hồng bông thanh niên bay ra từ bên trong lục đạo luân hồi vô số sợi rễ của thanh thiền múa may cũng đang hấp thu nguyên thủy khí làm cho sắc mặt của diệp húc cùng ứng tông đạo lại càng tối sầm thêm hơn nữa cho dù là tổ thần nguyên thủy thiền vương hay là thanh thế, bọn họ sinh tiền cũng không tự thần chứng đạo nguyên thủy mà là bị nhốt tại cảnh giới đạo quân chỉ có gì là thiên địa tháp của nguyên thủy thiên vương là vượt qua trình tự trí bảo trở thành nguyên thủy chứng đạo chỉ bảo và vị này hiển nhiên đã mưu tính từ sớm chỉ chờ giây phút sống lại này là ngay lập tức tiếp lấy nguyên thủy mạng thai mở lại thiên địa lập tức chứng được nguyên thủy bật luận kẻ nào chứng đạo nguyên thủy đối với diệp phúc mà nói cũng không phải là tin tức tốt nguyên thủy thiên vương xuất ra một bước cuối cùng tất nhiên phải buộc hắn khai thiên tích địa khôi phục tiền đình thịnh thế làm cho mình cùng viễn cổ chúng tiên ngã xuống, vĩnh sinh trường cửu. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tổ thần hoặc thanh thế xuất ra một bước cuối cùng cũng sẽ làm cho Diệp Húc khai thiên, hóa thần hồng mông, sau đó vận dụng uy năng lục đạo thống trị thế giới vĩnh viễn. Vũ đạo vốn không thể trường sinh bất tử, thọ nguyên cực hạn chỉ là 56 vạn năm, nhưng mà vận chuyển của lục đạo luân hồi có thể giúp cho bọn họ cứ mỗi cách nằm 16 vạn năm chuyển thế trùng sinh một lần. Nhưng mà so sánh tốc độ nhập thổ nguyên thủy khí của tổ thần, nguyên thủy thiên vương, tốc độ nhập thổ của hồng bồng thành đế thanh liên có thể không đáng kể. Hiện nhiên thành đế với tổ thần, nguyên thủy thiên vương còn có một đoạn chênh lệch nhất định, lỡ mất cơ hội đột phá này. Sư đệ, kẻ tâm địa gian trá như đệ, nhất định là sớm dự liệu được trường hợp này, tất nhiên cũng có thể nhân cơ hội chứng đạo nguyên thủy chứ. Ánh mắt của ứng tông đạo có chút nóng bỏng, nhìn về phía Diệp Húc, chờ mong nói. Diệp Húc lắc đầu. Ứng tông đạo kỳ vọng vào hắn quá cao. Hắn này vẫn là cảnh giới thiên quân, khoảng cách chứng đạo đạo quân còn có chút khó khăn. Chứng đạo nguyên thủy khó khăn bực nào. Tổ thần, nguyên thủy thiên vương, dung cả đời, thực lực của mình cũng chưa chắc có thể làm được. Thành đế mặc dù đã truyền thế trùng sinh, cả đời này cũng chỉ có hy vọng đánh vào sông nguyên thủy thôi. Ánh mắt của Diệp Húc đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, trầm giọng nói. Bật quá ta nếu là chứng được đạo quân, nên có hy vọng có thể cùng những nhân vật này tranh cao thấp một chuyến, không đến mức bị bọn họ áp chế quá nhiều. Nguyên Thủy, tùy với đạo quân chỉ cam một cảnh giới, chỉ là một cảnh giới nhưng lại có cách biệt một trời một vực. Mặc dù là Diệp Húc thành đạo quân rồi, nhưng với cường giả chứng đạo Nguyên Thủy vẫn không bằng, nhưng là có thể phản kháng được vài phần rồi. Âm vang vang, hắn toàn lực thúc giục ngọc thụ nguyên thần vô số căn tu to to thô thô ức vạn dặm căn tu quán thông mảng thai hấp thụ nguyên thủy khí cảnh lai đã ở điên cuồng hấp thụ nguyên thủy khí ở trong người ngưng kết đại đạo khiến cho diệp phúc tiến tới cảnh giới đạo quân cây thế giới gây ra tiếng động kia thật kinh thiên động địa lập tức kinh động tổ thần cùng thanh đế chỉ thấy hồng bông do thanh điền hóa hình thành một vị đại đế cùng tổ thần đồng thời nhìn qua diệp Húc. người khai thiên lập địa xem ra ngươi tất nhiên là kiệt xuất trong thiên hạ, không muốn xả thần khai thiên. Bất quá ta ép người khai thiên, thành toàn chúng sinh, khai sáng ra thời đại của đại vu. Ánh mắt tổ thần dừng ở trên người Diệp Húc, trong đôi mắt lộ ra một chút ý cười. Lập tức ma thần chỉ thể chuyển động, ánh mắt dừng ở trên người của thành đế cười rồi nói, hiếm có, hậu bối bên trong cũng có người có thể tu luyện tới cảnh giới đạo quân, thậm chí còn muốn vượt qua bản sơ phổ hiền vương Phật. Thật sự là hiếm có đấy, nhưng mà người trung quy không phải là chính thống. Bản sơ phổ hiền vương phật cũng bị ta áp chế cả đời, không gần đâu lên được. Người cũng có thần phục dưới ta, ta mới là vũ đạo chính thống. Chính thống ư? Thanh thế cười ha ha, khí vũ bày lên. Tổ thần, người sinh ra thiên phần, xâm nhiễm mà tính, kỳ viễn cổ tiên đình đại phá diệt, sau đó hình thành, cũng xứng đáng để làm chính thống sao? Y hiển nhiên cũng có tầm tranh hùng thiên địa chính thống. Thật cao giọng nói, người chỉ là một Thần ác niệm bị chém ra, ta tồn người làm chính thống trí chí tồn cũng không sao, nhưng mà người lấy thần chứng đạo, mà tính mà khí bị quá ở trong người, sát khí mà tính vô cùng sâu nặng, nếu người mà chính thống thì không phải là phúc cho thiên hạ. Hai người bọn họ trong lúc đó chiến ý hừng hực không ai phục ai, nhưng trước quyền thủy thiền vương chưa ai dám khai chiến, cùng nhau đánh giá một hồi để xác định ai mới là vô đạo chính thống. Diệp Phúc cao mày, loại tình huống này không giống với mưu tính của hắn hắn từ lúc đại kiếp nạn chưa tới là lo phòng ngừa chú đáo rồi. Tính phục sinh tổ thần cùng thanh đế, chủ yếu là vì áp chế nguyên thủy thiên vương. Đại thanh đế cùng tổ thần để một đại chiến một hồi trước, muốn đánh ngoại trước, tiền đội phản yên, làm cho hắn đổi giận đùng đùng. Này cũng khó trách, hai người bọn họ đều là tài nghệ kinh thiên động địa. Tổ thần khai sáng đấy thần chứng đạo là người duy nhất có thể chống lại nguyên thủy thiên vương mà không rơi vào thế hạ phòng tử sửa đến nay. Mà thanh đế xuất thân hồng bông đồng sàng chứng được tạo quân. Điểm thiếu sót duy nhất so với tổ thần là y thiếu đối thủ để rèn luyện. Nhưng quyền thủy thiên vương, thế nên thanh tựu mới kém khỏi hơn tổ thần. Ứng tổng đạo thấp giọng nói, Này sư đệ, thanh đế nói tổ thần không phải là chính thống, cũng không có gì là sai. Tổ thần đúng là mà thần sinh ra từ trong ma khí mà tính của thiên đình. Diệp Phúc gật đầu, dương giọng nói, Tổ thần thanh đế, nguyên thủy thiên vương, ngưng tụ thần thể sau đó, để hấp thụ pháp lực trong màng thai để chứng đạo nguyên thủy, áp chế ta và người dễ dàng. Đến lúc đó ta và ngươi đều là người thất bại. Tổ thần hư lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở nguyên thủy thiền vương, còn đang ngưng tụ thành hình dạng ở bên ngoài, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Đã cùng với nguyên thủy thiền vương tranh đấu cả đời, dựa vào đại thần thông lấy thần chứng đạo mới có thể áp trên nguyên thủy thiền vương một bậc. Nên nguyên thủy thiền vương mượn dùng nguyên thủy khí trong màng thai cải tạo thân thể, trực tiếp lấy thần chứng đạo nguyên thủy sẽ gặp làm cho ưu thế của gã không còn sót lại chút gì. Nguyên thủy thiên vương, vị thiên tôn tiên đình cổ xưa, người cũng sống dậy rồi. Sang mặt của tổ thần gưng trọng, thành đế cũng nhìn về phía nguyên thủy thiên vương, trong lòng lại khiếp sợ. Nguyên thủy thiên vương so với bọn hắn chuẩn bị càng nhiều hậu thủ, một tính càng sâu. Nếu hoàn toàn sống dậy, thành tựu lớn hơn nữa, tất nhiên sẽ hết thảy áp chế bọn họ, khôi phục tiên đình vinh quang. Tổ thần, người đã đối thủ một đời của ta, cũng là đối thủ trọn đời của ta. Nguyên Thủy Thiên Vương bộ mặt mông lung, không biết là do bố trí tù vi này hay là do thân thể của y còn chưa hoàn toàn hoàn thành, cười hà hà nói. Giờ này, ngày nay, đó là tiên đạo vũ đạo quyết chiến. Các người đều là người có thành tựu vũ đạo tối cao. Nếu là vẫn lạc tại đây, thì vũ đạo sẽ đoạn tuyệt, không còn tồn tại. Tiên đình vinh quang cũng là có thể kéo dài. Nói không biết ngượng. Tổ thần thân hình vừa động, vừa xài bước đến trước mặt Nguyên Thủy Thiên Vương, một trường cắt xuống, nhất thời hỗn độn quyền thủy trong màng thai oanh động. Một trường này của y giống như khai thiên đại phủ, màng thai toàn bộ bổ ra, mở ra ngàn vạn thế giới, mở ra vũ trụ hồng hoang. Nguyên Thủy Thiên Vương tung ra một quyền, tổ thần một trường chỉ uy bị y một quyền oanh phá, vừa mới mở ra ngàn vạn thế giới vũ trụ hồng hoang, lập tức hồi phục cho Nguyên Thủy. Hai người đối chiến một trường, tổ thần thân hình đại chấn, đổ lùi một bước, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Quyền thủy thiên vương nay thân thể mạnh, thế nhưng đã muốn lớn mạnh đến trình độ siêu việt. Hai người giống như là nhất thần nhất ma, trong chớp mắt liền ở trong bàn thai giao thủ trăm ngàn lần. Tổ thần đều liên tiếp bại lui, khó có thể địch lại, không khỏi gầm lên giận dữ, vàng lên không dứt, kích phát trong nội tâm ma tính. Thế bà bà đánh vậy, có công mà không có thủ. Nhưng nguyên thủy thiên vương thân thể càng ngày càng cương đại, hấp thụ nguyên thủy khí càng ngày càng nhiều. Thân thể dần dần hoan mỹ, càng khó cho y chống cự hơn. Diệp Phúc cãi nhíu mày trầm giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Vương đa mưu túc trí, tổ thần không phải là đối thủ, thành đế, người có ra tay không? Thanh Thế vẫn chưa lập tức động thủ, ngược lại hướng Diệp Phúc xem ra, cười nói, người trước đạo hồng mông rồi à, không hồ là người khai thiên tích địa, từ chất ngộ tính, còn muốn hơn ta một bậc. Không biết trận chiến này sau khi chấm dứt, người có phải xả thân khai thiên không? Một định nghĩ trong Diệp Phúc hiện lên, hắn cười hà hà nói, thành đế khai thiên tích địa tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa nhưng mà ai khai thiên lại vẫn rất khó nói xem ra người cũng thích chính mình nắm chắc vận mệnh của mình không muốn làm quân cờ trong tay người ta thanh đế cười to rồi đột nhiên phi thần tiến lên cùng tổ thần hợp lực chiến quyền thủy thiên vương cười rồi nói thiên vương thời đại tiên đạo đã qua người làm gì phải cưỡng cầu khôi phục vinh quang tiên đình à này lục đạo đã muốn phục hồi như cũ ta và ngươi đều là nhảy ra khỏi luân hồi Người sao không như vậy dừng tay đi? Người cũng là cùng thọ nguyên, cùng trời đất, vĩnh sinh bất tử. Cùng lắm thì ta phụng người vì chính thống, thiên địa trí tôn. Nguyên Thủy Thiên Vương một trưởng quét lùi thành đế cười rồi nói, bạn cũ của ta có ba ngàn người, nếu là ta thỏa hiệp cùng các ngươi, cố nhân cũng đã chết. Mặc dù làm trí tôn, cũng không có cái gì là lạc thú. Không cần phải nói nhiều, một trận chiến phần chính thống đi thôi. Thành đế gia nhập chiến trường cũng không cách nào ngăn trở thế công Nguyên Thủy Thiên Vương, nhiều nhất chính là làm cho chiến cuộc cân bằng, vô lực áp chế Nguyên Thủy Thiên Vương. Tổ thần, thanh đế, các người cuối cùng là nghịch thiên mà đi, nghĩ đến đám người các người liên thủ là có thể khắc chế ta, cũng không biết ta sớm có mưu tính, luyện thành gì là thiền địa tháp. Nguyên Thủy chứng đạo chỉ bảo, khắp nơi liệu tiên cơ, khắp nơi áp chế các người một bậc. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Vương cũng không cách nào trở ở nhất thời chỉ khoảng nửa khắc bắt hai người đảo ngược bị bọn họ trì hoãn tốc độ ngừng tụ thân thể vươn tay hướng gì là tiền địa tháp nhất chiêu cười hà hà nói tháp đến gì là tiền địa tháp hơi hơi chớp lên rồi đột nhiên cao thét bay đến tay của nguyên thủy thiên vương thanh đế cùng tổ thần trong lòng nhất thời trầm xuống gì là tiền địa tháp chính là nguyên thủy chứng đạo chỉ bảo uy năng của bảo vật này tuyệt đối có thể chống lại tổ thần làm cho nguyên thủy thiên vương thong dong áp chế bọn họ gì là thiên địa tháp vừa mới rơi vào trong tay nguyên thủy thiên vương thì lập tức bùng nổ vô cùng uy lực chỉ chấn động một cái liền chân vỡ bàn tay cánh tay của nguyên thủy thiền vương diệp húc đứng ở bảo tháp phía trên thúc giục gì là thiên địa tháp một đường đấu đá nghiền xuống thân thể nguyên thủy thiên vương cười rồi nói thiên vương tòa bảo tháp này của người sớm đã đổi chủ rồi ta có sư huynh một quả phu tiên đồng tu đoạt được bảo tháp của người, mặc dù ngươi là viễn cổ tiên đạo chí tôn đây là đệ nhất vù của thế gian, nhưng không cách nào làm cho vù tiền hợp nhất. Gì là tiền địa tháp tuy là người luyện chế, nhưng chỉ có thể thành toàn sư huynh của ta. Người khắp nơi liệu tiền cơ, ta lại khắp nơi áp người một bậc, không biết người có phục hay không. Ứng tông đạo tránh ở trong ngọc thanh cảnh thanh vi thiên của gì là tiền địa tháp, nghe vậy khó chịu nói. Sư đệ, cái gì gọi là sư huynh một quả? Nguyên thủy thiên vương trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy tự mình luyện chế bảo tháp hoàn toàn mà lại không chịu y khống chế. Y không khỏi chiếu mày, đột nhá há mồm rống to, rõ ràng là quát tháo đạo âm, tính đánh chết ứng tầng đạo trong tháp để đoạt lại bảo tháp. Cùng lúc đó thì Diệp Húc, thành đế cùng tổ thần đồng thời há mồm rống to, bốn tiếng quát đạo âm chấn phạt, trong một sát na bộc phát ra năng lượng, thế nhưng đem màng thai nổ bung. Chỉ nghe tiếng nổ không dứt, nguyên thủy màng thai vỡ ra, nhất tới nguyên thủy khí hóa thành hồng mông đại đạo, hồng mông phân liệt phân huyền hoàng nhị khí huyền giả vì thanh khí trọc giả vì hoàng khí thanh khí bay lên trọc khí trầm xuống đem trọn tòa màng thai mở ra tầng tầng thiên địa vô lượng thời không thanh trọng nhị khí vừa mới tách ra diễn biến ra thiên địa nhưng không có chống đỡ lập tức cả hai va chạm khép kín lại vô lượng thời không vô lượng thế giới chạm vào nhau nhất thời uy năng giống như thiên địa đại phá diệt bộc phát ra ép cho diệp húc tổ thần thành đế thậm chí nguyên thủy thiên vương đồng thời phun máu thiên địa đại phá diệt cùng khai thiên trị uy so sánh với nhau năng lượng bộc phát không một chút thua kém đang người diệp phúc và nguyên thủy thiên vương tuy rằng mạnh mẽ đấy nhưng thiên địa khép kín bộc phát ra năng lượng cho dù cho bọn họ là cường giả có chiến lược tuyệt đỉnh từ xưa đến nay thì cũng bị thương rất nặng diệp phúc trong lòng kinh sợ xem tình hình như thế nếu mạnh mẽ khai thiên tích địa mở ra hỗn độn nguyên thủy luyện ra hàng tỷ thời không, tất nhiên sẽ làm cho người khai thiền ngã xuống. Vừa rồi, ở thiên địa khép kín, Mỗi người bọn họ bị thường nặng, chỉ có thể nói rõ bất cứ ai trong bốn người bọn họ cũng không cách nào một mình chống đỡ thiên địa tan biến chi uy. Khai thiền cũng là như thế, Tiểu hào lớn lắm. Người khai thiên tất nhiên chỉ có kết cục ngã xuống thì mới có thể làm cho thiên địa định hình. Quyền thủy thiền vương, tổ thần cùng thanh đế, ai ai cũng nghĩ đến cái chỗ mấu chốt ấy, trong lòng có chút run sợ, đồng thời hướng Diệp Húc nhìn lướt qua, lập tức ánh mắt dừng trên người của hắn. Trong lòng Diệp Húc giận dữ, lại bất động thành sắc, hắn thúc giục gì là thiền địa tháp, chỉ thấy bảo tháp chấn động, uy lực vô lượng bùng nổ, trên áp nguyên thủy thiền vương cười mà nói, thành đế, lấy nội tình tu vi của ta thì không hoàn toàn thúc giục tòa bảo tháp này, không bằng gây giúp ta một tay như thế nào. Lúc này thành đế chần chờ một chút rồi cười vàng nói, được, nguyên thủy thiên vương và tổ thần trong lòng rùng mình diệp húc đề nghị cùng thanh đế liên thủ nhìn như là liên thủ cùng nhau thúc giục di là thiên địa tháp trên thực tế cũng đã mượn cơ hội này để hai người liên hợp chống lại bọn họ ở trong bốn người thì thanh đế có thực lực yếu nhất tổ thần cùng nguyên thủy thiên vương tất nhiên không cần phải nói diệp húc cũng có được gì là thiên địa tháp bảo vật chứng đạo nguyên thủy trong tay mà y chỉ có tòa trí bảo hồng mông thanh liên bản thể của mình thì ra là thực lực kém cỏi không ít. Y cũng có băn khoăn của mình để phòng chính mình cuối cùng thành phật hy sinh, cho nên mới thoải mái phải thống khoái đáp ứng cùng Diệp Húc liên thủ. Thành Đế chính là cường giả cấp đạo quân, mà Diệp Húc tuy là thiên quân nhưng là có được pháp lực của đạo quân. Hai người đều cực kỳ tinh thông gì là thiên địa tháp nguyên thủy bảo quyền, đều cực kỳ tinh thông hợp lực thúc giục gì là thiên địa tháp, nhất thời đảm cho uy năng của tòa bảo tháp này tăng vọt đủ để chống lại tổ thần hay nguyên thủy thiên vương. Trận ác chiến này giữa bốn người đánh cho nguyên thủy màng thay lay động không ngớt, thành từng mảnh thiên địa bị bọn họ bộc phát ra năng lượng đánh bay, lập tức mài một quỳ về nguyên thủy. Nguyên thủy thiên vương vừa chống gì là thiên địa tháp cùng tổ thần công kích, cảm thấy mệt mỏi hết sức. Y đột nhiên thả người dựng lên, dừng ở phía trên lục đạo luân hồi, cười dài mà nói. Bà vị đạo hữu, cả người hợp lực vây công cùng ta ta song quyền đan địch tứ thủ nhưng ta cũng không phải là không có giúp đỡ y đối chiến diệp húc thanh đế cùng tổ thần công kích âm âm thôi động lục đạo luân hồi nhất tại luân hồi nhanh chóng chuyển động tổ thần giống giận, một quyền oanh tới thế nhưng không phải là công kích nguyên thủy thiên vương mà lại chính là tính đam một quyền đánh nát lục đạo luân hồi lại vào lúc này một tòa bảo tháp ngang trời đỡ một kích này của tổ thần hai luồng năng lượng bùng nổ diệp húc thanh đế cùng tổ thần nhất tệ thét lớn một tiếng. Tiểu bối, quyền thủy tính phục sinh ba ngàn người đã chứng đạo của tiên đình. Vì sao ngươi ngăn cản ta? Tổ thần giận dữ, đang đang sát khí, nhìn về phía Diệp Phúc với ánh mắt không tốt. Hành vi của tổ thần tuy rằng cực đoan, nhưng cử động lần này cũng là một nước cờ hay. Nếu không ba ngàn cường giả chứng đạo tiên đình viễn cổ sống dậy, đối với chúng ta rất là bất lợi. Ngọc Hư tiểu hữu, không biết người vì sao phải ngăn trở gã. Thành đế cũng kỳ hoặc khó hiểu. Diệp Phúc đột nhiên ngăn lại nhất kích của tổ thần, không cho gã hủy diệt lục đạo luân hồi. Nhưng mà thanh đế cùng Diệp Phúc liên thủ thúc giục di là thiên địa tháp, cũng là Diệp Phúc làm chủ đạo. Ngay cả y cũng không cách nào ngăn cản Diệp Phúc.